Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm 10 mạch khuếch đại Class D 2.0 200W. Thì sẽ có thứ tự từ A31 đến A40. Và khi các bạn đặt hàng sẽ có một mạch như thế này. Và kèm theo một rắc kết nối tín hiệu chống nhiễu 3 chân. Hiện tại bên em đang bán với giá cho một mạch như thế này thì là 205.000. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào linh kiện 789 hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Thì ở đầu bên này có 3 cọc màu xanh. Cọc ở giữa sẽ là kết nối nguồn, như em đã kết nối đây. Em đang kết nối với một nguồn 24V 4A. Thì nguồn cấp cho mạch từ 12 đến 24V. Và nếu mà các bạn cấp nguồn 24V thì tốt hơn, mạch sẽ chạy được hết công suất. Và hai cọc hai bên sẽ cho ra loa trái phải. Và bên này sẽ có một núm vặn kèm công tắc tắt mở, volume tổng và hai rắc bông sen, rắc AV. Ok, thì bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên. Em sẽ test một bài nhạc liên khúc. Tốt.
Còn mơ những ước đón đưa trong đời, ân tình tựa như mây cao, hay chỉ là trong chiêm bao? Còn thương tiếc chi ngày nào? Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Vậy là mạch đã hoạt rất tốt.